Xin chào nha, xin chào tất cả quý chú bác mình, anh chị em bằng nghề gần xa nha anh em. Hôm nay ngày 4 tháng 7, em lên chú quý nèo video gần 27 mã hàng. Đó, hàng nói chung em bán thập cẩm đủ mọi thể loại hết, để phục vụ tất cả các nhu cầu của khách hàng hết nha quý anh em ơi. Đó thì cái ship bên em luôn luôn mặc định là 30.000 trên một sản phẩm. Ship tận tay quý anh em mình, kiểm tra, thanh toán và trả tiền. Hai đơn mình sẽ được bao ship, còn một đơn thì phải chịu tới em 30.000 nha. Mặc định là như vậy, thiếu bao nhiêu em bù vô. Chốt đơn thì mình vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035. Em tên Nghiệp, mọi thông tin trao đổi mua bán đều qua Zalo và số điện thoại thôi. Em không chốt đơn YouTube và cũng không phản hồi bình luận YouTube nha, lưu ý giùm em. Anh em có xem video chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ tiếp em. Còn ví anh em mà đã đăng ký rồi, bấm vào nút có biểu tượng like như thế này nè, khi anh em mình up video lên, khi em up video lên á, anh em mình xin nhận được cái thông báo vào cái điện thoại của mình. Anh em mình sẽ chủ động sắp xếp thời gian rảnh, anh em mình xem sớm để mua được những mặt hàng mình ưng ý như quý anh em ơi. Rồi, cái mã đầu tiên em lên cho anh em mình là combo 2 cây cần nha anh em, 2 cây cần tay. Đấy, 2 cây cần tay, 2 cây đều là chất liệu phíp hết nha anh em, đều là hàng Nhật Bản, chất liệu là phíp. Một cây là 2m7 và một cây là 5m1 nha. Cả hai cây đều tầm tháng 3 ha. Cây 2m7 thì còn đẹp nha anh em. Cây 2m7 này về anh em mình câu cá rô đầu mùa rồi vô địch luôn. Cây 5m4 này thì anh em câu xa bờ cũng câu cá rô rồi, cá rô cá chê rồi nha anh em. Cũng tầm khoảng 3 ha. Thì cái cây 5m1 này thì nó có tróc nước sơn này anh em. Đó, nhưng mà không ảnh hưởng tới phôi nha, không có chảy xước, không có xé, không có rách carbon gì hết. Nó chỉ là nước sơn bên ngoài mình nó bị trầy thôi. Đó. Nè, tất cả đầu lóng của mình cây này á, tất cả đầu lóng của nó đều là có chống nổ đầu lóng hết nè. Đó, này không? Đó. Rồi, hai cây này mã số 1 nha anh em ơi, em bán giá 200.000 nhưng em không tách lẻ nha. Bây giờ anh em mua lẻ thì em bán một cây nó cũng 200.000 như vậy. Một cây nó cũng 200.000 và anh em mình bán mua hai cây thì em bán cũng 200.000 như thế này nha. Rồi, mã số 1 200. Hai cây 200 mã số 1. Mã số 2 lên cho anh em mình, đây là cần lua mới đứng 2 khúc nha em. Cây này hàng carbon. Cây này hàng China xuất cho anh em, khoan hãng, bắt máy hãng, dài 2m1 nha. Cây này size tầm khoảng ML. Một cái cần lua mới đứng 2 khúc. Về cho anh em mình câu lua rê, câu trên bè trên thuyền. Nha, hàng carbon China xuất cho anh em, không có hãng, nó sơn đen lại rồi. Nên nhìn không biết của hãng nào, cũng không biết của hàng nào luôn nha anh em. Chỉ biết là carbon nó cứng tầm khoảng ML thôi. 2 khúc 2m1. Cân nặng của mình là 144g. Ngọn của mình là 2 ly 2. Cây này mã số 2 em bán giá 200 thôi nha. Mã số 2 giá 200. Tiếp tục mã số 3 lên cho anh em mình, đây là một cần ISO phân lớn nha anh em. Cây này hàng carbon, một cái cần hàng carbon được màu đỏ tươi tươi luôn nha. Cây này cũng hàng của ông China xuất, cũng bắt máy hãng, khoan hãng luôn nha anh em, hãng Rồi Margin nè. Hàng cái này hàng chính hãng của ông Trung Quốc xuất nha anh em, đọt 2 và 3m6, Sabiki nè, special đặc biệt nè. Đó, cây này đẹp mới chát anh em, đọt 2 3m6, khoan hãng, bắt máy hãng hết nha. Phôi đòn mới chát mới tinh tươm mà nè, cần cũng nguyên bản nguyên zin hết. Rồi, cây này cân nặng của mình là 138g. Cái ngọn của mình là 1 ly rưỡi nha anh em. Cây này mã số 3 em bán giá 300. Số 3 giá 300. Tiếp tục mã số 4 cho anh em mình, đây là cần sút lở nha anh em. Cây này hàng của Hyundai qua gì nè, hàng carbon nha, bắt máy Fuji, tem xuất Nhật đây, made in Korea. Cứng 15 và 3 mét nha anh em. Đúng rồi, cây này con đai qua nè. Một cây xích lở câu đa thế lộ nha anh em. Câu ngâm, câu lăn xê, lục độ cần lu rê cũng được hết. Đó, cây này phen của mình là phen Fuji. Phen Fuji nha, cái phen này nó bị nứt nha anh em. Là cái phen chạy cho này nó bị nứt nè anh em, về mình tự xử lý dán keo nha anh em. Đó, và cây này em nghĩ nó không còn đủ 3 mét đâu nè. Em nghĩ nó còn có tầm khoảng 2m8 thôi. Ha, em đoán là nó hụt khoảng 20 xăng á. Nó tầm khoảng đó, nó còn khoảng 2m8, anh em lưu ý giùm em nha. Đó, nhưng mà so với cần lua nó cứng cỡ M. Đó, còn cần súp lăn xê thì cứng 15 dài 3m, hàng đai qua nha, có một phen bị nứt chân. Cân nặng của mình là 178g. Cái ngọn của mình là 3 ly nha. Rồi, cây này mã số 4 em bán giá cũng 300. Mà số 4 cũng 300 nha anh em. Tiếp tục lên anh em mình, đây cái ISO phen nhỏ này phải không?
cái phôi nó còn nhỏ hơn con tay trỏ em nữa, thằng carbon nha, phôi rất là nhỏ. Hai gì nè, Advent gì nè, bắt máy Fuji, toàn bộ fan Fuji hết, đọt 2 về 4 mét rưỡi nha nè, đọt 2 4 mét rưỡi, made in Korea. Đó, hàng này hàng Korea nha nè, carbon sắn, có chạy xước nhẹ. Đây, có chạy xước nhẹ của mình là toàn bộ là fan Fuji hết, đóng bụi đóng dơ trên cần nè. Đây, phôi mình carbon sắn anh em thấy không, nó cũng còn bóng đẹp lắm nè anh em, mặc dù là nó có chạy xước lâm tâm li ti một vài chỗ nha. Đấy, cây này anh em về đánh ISO đánh hoặc là anh em hạ tay cũng được. Cái form cần nó, cái gốc cần nó nhỏ như cần tay vậy anh em. Cây này anh em hạ tay cỡ 4 phát rưỡi ạ. Khoảng đó nha. Đọt 2 4 mét rưỡi ISO khoảng nhỏ. Cân nặng của mình là 199 g. Ngọn của mình là 1.8 ly. Cái gốc của mình là 17.5. Đó, cây này mã số 5, mình bán giá 400 nha anh em. Mã số 5 400 tiếp tục nha anh em mình. Đây là cái cần tay anh em. Một cái cần tay hàng carbon, lóng dài 5m4 nha anh em. Hãng của Huawei nè. Cái này hàng của Made in China nha anh em, chính hãng của Trung Quốc. Xuất thị trường Nhật nha, một cái cần tay lóng ngắn. Thu gọn đúng 60cm nha anh em, nắp chụp đồ đầy đủ hết. Cần mình thì mới chát nè, thấy không? Carbon xoắn. Nói chung cần mới chát anh em ơi, mới một nguyên zin nguyên bản 100% luôn anh em. Để em coi thử coi nó cứng không. Tầm 3H nha anh em. 5m4 nha, lóng ngắn, 5m4 3H. Ngọn 0.8. Cân nặng của mình 164 g. Rồi, cây này mã số 6 nha, em bán giá 400 thôi nha anh em ơi. Cần tay lóng ngắn 400. Tiếp tục là cho anh em mình đi ISO biển nè. Cán gỗ là ISO biển cho anh em, cán gỗ dập dẹp ISO biển nha. Bật máy Fuji, toàn bộ mình là fan Fuji hết, một cái ISO biển. Khoan đẹp nha anh em, chỉ có đống bụi rồi, anh em thấy đống bụi ghê không? Đó, không nứt khoan nào hết, quá ok luôn. Đọt 3, dài 5m4 nha anh em, một cái ISO biển hàng của Olympic nè. Chất liệu của mình là phíp nha. Mấy cây này nè. Đó, về cho anh em muốn quýnh biển bao lực rồi nè, quýnh gần rồi đó. Quýnh bãi biển rồi đó. Nha, một cái ISO biển. Phôi đẹp lắm nè ơi, chất liệu là phíp nha. Đọt 3, 5m4. Đọt 3 có ISO biển cứng lắm nè. Tẳng tưng rồi nha. Cây này em có 2 cây luôn á anh em. 2 cây giống hệt nhau vậy nè, về được 2 cây. Rồi, ISO biển giá rẻ cho anh em mình chơi này nha, chứ còn ISO biển nó mắc lắm, carbon thì nó mắc. Cân nặng của mình là 745 g. Ngọn của mình là 2.2 ly, cây này mã số. Số nó mất tiêu rồi. Mã số 7 nha, em bán giá 400 rồi nha anh em. Mã số 7 400 ngàn. Tiếp tục nha anh em mình, là hai cây em bán một cặp nha anh em. Hai cái mã này nó bán chung nha, hai cây bán chung một mã nha anh em. Hai cây rút mini nè, cái này hàng của Trung Quốc nha, thu gọn 48 cm, hãng Romarin nè. Cây này hãng Five Star. Cả hai cây đều là hàng China xuất hết. Bắt máy hãng phan hãng hết, một cây màu đỏ này trước nha anh em. Ngoại hình thì đẹp nha, cây màu đỏ này dài 1m8. Cây màu đỏ này nó bị thay đầu buông anh em, nó thay đầu bullshit vô luôn nè anh em. Không, anh em lời được cái đầu bullshit nha, đáng lẽ là em tháo em lấy lại mà thôi. Rồi, hàng sau về em để bán vậy nha anh em. Cây nào có cây đó. Đầu bullshit luôn, lời được cái đầu bu. Anh em lúc anh em cần anh em đi mua đầu bu đó 200 ngàn anh em. 150 200 chứ không rẻ đâu. Nè, cây màu xanh này thì mới chát 2m4 nha. Một cây 1m8 và một cây 2m4, cây 2m4 thì đẹp quá trời. Hai cây rút mini, cả hai cây đều carbon hết, cứng đồng khoảng 10-15 nha anh em. Rồi hai cây này cùng một mã nha, mã số 8 em bán giá 500 ngàn. Giờ anh em mua một cây em cũng bán giá 500, mà anh em mua hai cây thì giá nó cũng 500 nha, không tháo rời nha anh em ơi. Hai cây rút mini giá 500 ngàn. Tiếp tục nha anh em mình, đây là cái cần ISO, một cái cần xuất lở nha anh em, hàng của Shimano nha. Góc mình có chạy xước đây, có chạy xước lâm tâm li ti. Đó. Hàng của Shimano như này, bắt máy Fuji Shimano chính hãng này. Cứng 30 và 2m7. Hàng Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha, Holiday Boats, chuyên quýnh biển này nè. Góc mình có chạy xước sát. Anh thấy không? Hàng Shimano chính hãng, khoen của mình là fan Fuji nha anh em.
Fan Fuji. Có một fan bị nứt chân nha, fan địa ba nó bị nứt nhỏ cái này nè. Nó về anh em mình tự xử lý, tự dán keo lại nha anh em ơi. Cái fan trên thì không có bị nứt. Có chảy xước đây. Chảy xước ngoài da thôi nha, không ảnh hưởng tới phôi gì hết. Không ảnh hưởng. Đấy. Cứng 30 và 2m7 nha. Quýnh đa thể loại luôn. Cân nặng của mình 163g. Ngọn của mình là 2 ly 1. Cây là mã số 9. Em bán giá 500. Mã số 9 giá 500. Tiếp tục lên em mình. Cây cần 2 khúc nha. 2 khúc 3m nha. Cây này hàng carbon nha. Có đóng bụi nè. Nó còn đóng bụi, đóng dơ như quý anh em ơi. Hàng của Ryobi. Dòng một dòng hàng nội địa Nhật nha em. Bắt máy Fuji carbon. Tất cả của mình là fan Fuji hết. Đó. Cây này dài 3m 2 khúc nè. Thì cây này nó cứng tầm khoảng 30-50 thôi nha em. 2 khúc 3m. Mấy cây này về nè. Anh em mình quýnh quýnh cá chép đồ ngay số bài luôn. Đồ bu, đồ bu xích nha anh em. Đồ bu xích fan Fuji đá xám. Cần nó có đống bụi, đống dơ và cần nó hơi bị cũ nha anh em. 2 khúc 3m hàng carbon. Đó, cây này về quýnh cá tạp rồi. Vô địch luôn anh em. Cá chép, cá chê, cá chiêu nữa ha. 2 khúc 3m cần bãi, 2 khúc 3m nó hiếm lắm, lâu lâu mới được vài cây thôi anh em. Nó không có nhiều đâu nha. Hàng carbon nội địa Nhật luôn, hãng Ryobi. Cân nặng của mình là đúng 300g. Không xê phát nào. Cái ngọn của mình là 2 ly 8. Rồi cây này mã số 10 em bán giá 500 mà nha em ơi. Số 10 500.000. Tiếp tục cho em mình. Đây là cái cần ISO biển nha. Ủa cái ISO dây trong nha em. Cây này hàng của đây qua hàng carbon. Cây này đẹp đây nè. Cây đeo qua hệ bật máy Fuji. Cây đeo qua Dree nè. Mấy dòng dòng cần hệ của đây qua nha em. Đột 1 5m3 ISO dây trong. Đó ISO dây trong thì khoen nó chạy trong thân đó nè. Khoen nó chạy sóng ốc là so nó chạy dài trong thân này nè. Em phụ xích. Thì cái cây này nó bị nghỉ ngang cái đồ buông nha anh em ơi. Thì cây này em bán là cái giá cho anh em mình về mình tự hạ tay nha. Anh em muốn quýnh tay bạo lực thì nên lấy cây này. Cái ngọn to chà bá luôn nè. Đó. Nó chỉ gãy ngang đồ buông thôi. Anh em nghe tiếng gọt gọt trong khoen không? Khoen trong thân không? Đó. Nó gãy ngang cái đồ buông thôi nha anh em. Vận chuyển không biết kiểu gì nó gãy ngang đồ buông. Đó thì em bán giá rẻ cho anh em mình trải nghiệm thử. Cân nặng của mình là 192g. Ngọn cây này là 2 ly 8. Cây này mã số 11 nha. Em bán giá 600 nha anh em. Mã số 11 giá 600. Tiếp tục là cho anh em mình đây cần tay. Mới tinh tôm luôn nè. Bao cần đều đầy đủ vô này hết. Cây này thì rất mới, cực kỳ mới luôn nha. Hàng carbon nha anh em. 5m4. Anh em quýnh bao lực lấy cây này. Dài 5m4. H là cây này cứng khoảng 5H nha anh em. 5m4 nè, 6 lóng nè, thu gọn 104cm, nặng 310g. Ngọn 1 ly 4, góc 24.4 nha anh em. Hàng made in China nè, sản xuất Trung Quốc, xuất thị trường Nhật nha. Một cây này hàng carbon. Bao túi nút đầy đủ hết, mới chát luôn. 5m4, 5H nha anh em, một cây một China xuất Nhật thì anh em có tự tin mà chơi. Nó một màu này không phải màu đen nha anh em, màu nó ánh kim tuyến vậy nè, ánh kim tuyến nó bảy màu vậy, nó có dạ dạ quang bảy màu cho nè. Cần mình thì nguyên zin nguyên bản và cực kỳ mới luôn, hàng carbon nha. Cân nặng của mình là đúng 300g anh em ơi. Rồi cây này mã số 12 em bán giá 600 nha anh em. Anh em nào thích chơi bạo lực lấy cây này 600.000. Cây này quýnh bạo lực luôn nè. 5H 5m4. 600. Tiếp tục cho anh em mình đây cái cần súp carbon nha anh em. Một cái súp carbon dòng super nha anh em. Super carbon dài 4m55. Có trầy xước, cứng khoảng 27 nha anh em, rút ra thẳng đã nãy nha anh em. Khoảng 27 á. 27 4m55 nha, súp carbon. Đó. Cái này hàng nội địa Nhật nha, bắt máy Fuji tem vàng. Có trầy xước đây anh em, trầy xước, đóng bụi, đóng dơ nha. Toàn bộ của mình là fan Fuji hết. Có một cái phen như này, nó có một cái vết nứt nhỏ, không phải là nứt nữa nè, nó dính dơ vậy. Không có nứt nha, cái phen này không có nứt, nó bị rỉ sét nó đóng thôi, em tính không nứt, không có nứt nha. Rồi cây này phen đẹp không nứt nha em, không nứt phen nào nha. Đây cặp con sáng có xây sát đây em, mà xây sát sờn xước này nha em, mà cái nước phôi mình vẫn bóng đẹp. Đó. Ngọn carbon sắt
Máy này dính dơ nha, dính dơ dính bụi, về anh em mình vệ sinh lau chùi giùm em. Tất cả đều là fan Fuji hết. Một cái súp dài 4,5 m. Cây này quấn quấn bạc bãi nó mới ngon. Cân nặng của mình 590 g. Đó. Phải cỡ đó quấn bạc bãi nó mới chuẩn nha anh em. Cây ngọn của mình tới 2,8 nữa. Cây này mã số 13 nha, bán giá 600 nha anh em. Mã số 13 600.000. Tiếp tục cho anh em mình cái cần 3 khúc. Cây này hàng của Daiwa, Daiwa Hodolock, Daiwa thấy chưa? Một cây Daiwa Hodolock, một cái màu vàng. Vàng bạc. Bắt máy Fuji nè, Daiwa nè, bắt máy Fuji Daiwa xịn nha, bắt máy xịn. Bắt máy này không 700-800 ngàn anh em, không rẻ đâu. 3 khúc. Cứng 50 và 3,3 m nha. Cây Daiwa Hybrid. Cây này mắc tiền lắm á. Fan của mình là fan Fuji đá xám nha, đầu bu xích. Không đầu bu không phải xích đâu. Đầu bu xích nha anh em. Đầu bu dòng xước xích nha, fan là fan Fuji đá xám. 3 khúc cứng 50 3,3 m, made in Korea nha. Nhìn thấy không? Cây này ngoại hình đẹp nè, phôi đẹp. Có đống bùi đống dơ, chạy xước nhẹ một vài chỗ thôi. Giá thì tụt quần luôn nè, giá rẻ ôm luôn. Cân nặng của mình là 400 g. 50, 3,3 m, 3 khúc. Ngọn của mình là 2 ly. Rồi cây này mã số 14 nha, em bán giá 700. Mã số 14 giá 700 ngàn. Tiếp tục anh em mình đây cây cần 3 khúc nha. Cứng 30, 3,5 m nha anh em, hàng cũng đai qua, made in Taiwan nha. Tặng xuất Taiwan, xuất nhập, quan xích lá nè. Dòng Hodolock, cây đai qua. Bắt máy Fuji đai qua chính hãng. Nó có đống bụi, đống dơ nha anh em. Với cái phôi của mình nè, một cái lớp sơn bóng mỏng bên ngoài nó bị rợp rồi như nè, nè, thấy không? Về mình chịu khó mình cạo ra, lấy con tay mình gảnh bên ngoài mình cạo ra là cái cần mình nó đẹp lại anh em. Khoen phụ xích lá nha, đầu bộ chống sắn. Thì cây này có bị hư mấy cái khoen nè. Nó hư một cái khoen đề ba, nó gớt dòng sứ nè. Hai khoen nha anh em. Chứ cái khoen này nó cũng bị gớt sứ nè. Thì em bán với giá hiện hành như thế này. Về mình em mình tự xử lý, tự thay khoen này nha anh em. Đó. Ở ba cái luôn nha, hư ba khoen nha anh em. Đây cái khoen đó nè, là hư tổng cộng 3 khoen nha. Đó, cứng cứng 30 và 3,5 m, 3 khúc nha. Một cây đeo qua xịn, phần xích lá. Bụi trong xăng. Lưu ý nha anh em là có khoen thai hay mua nha, không có khoen thai đừng mua nha. Cân nặng của mình là 433 g. Cái ngọn của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 15 em bán giá cũng 700 anh em ơi. Mã số 15 cũng 700 ngàn nha. Tiếp tục lên anh em mình đây cây xô khoen lớn. Cây này mới chát luôn. Cây này thì em có hai cây nha anh em, hai cây giống hệt, ngoại hình y chang nhau luôn. Hàng carbon nha anh em, ISO khoen lớn, bắt mắt Fuji nè. Đọt 4 dài 5,3 m. 2 bay kia ISO vậy nè. Đọt 4 5,3 m nha anh em. Mới chát, một màu xanh dương, xanh nước biển nè. Khoen là khoen đời mới luôn, khoen Fuji đời mới luôn nè. Khoen Fuji Aconai đời mới nha anh em. Đó. Hai cây giống hệt em về, hai cây nó mới tinh tươm nè. Anh em muốn lấy hai cây thì lấy. Hai cây thì free ship. Còn một cây thì 700 ngàn nha anh em. Một màu xanh nước biển, nguyên zin. Nguyên zin nguyên bản hết của nó. Zin 100% luôn nha anh em. Cân nặng của mình là 435 g. Đọt 4 5,3 m. Ngọn của nó là 2 ly. Cái gốc của mình là 25 nha anh em. Cây này mã số 16 nha, em bán giá 700. 700 ngàn, mã số 16. Tiếp tục lên anh em mình đây, cần lua mới đứng 2 khúc nha anh em. Cán gỗ bằng, anh em nhìn cái cán bằng anh em thấy không, mới chát không. Để biết cây này ít sử dụng mà bắt mắt Fuji. Tất cả của mình đều là fan Fuji hết. Hãng Fuji này anh em. Ủa cây này ngon quá trời, ta 2,4 m, made in China nha, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật nha anh em. Lua từ 18-60 g, im quá này anh em. Đại cá 12-25 đầu bao. Cây này im quá trời luôn á, tất cả fan Fuji nè. Đại mồi cao, cần đẹp, mới nữa, cặp con sắn. Bắt mắt Fuji, fan Fuji luôn. Ôi cặp con sắn gần này anh em. 2,4 m, 2 khúc nha. Anh em mà lua lấy cái này im, đừng bỏ lỡ nha nè. Cân nặng của mình là đúng 200 g. Cái ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 17 nha, bán giá 700. 700 ngàn. Tiếp tục là như em mình đây cái cần tay nha. Cây hàng NFT Ola luôn nè, phôi kim cương luôn á. Cái bao cần NFT chính hãng của nó luôn nè. Mà cây này mắc gốc nha. Nè, ộp lạp lút luôn em thấy không? Nó dài tới 10 m lận. Mà nó mất cái gốc thì cây này nó còn khoảng chắc 8 m nè, cây này còn tầm khoảng 8 m nha. Nè nó hạ cái lóng 10 m nè. Phôi sắn lạp lút này, thấy không? Phôi kim cương nè.
và cây này có bị lỗi nha anh em, chỗ này nó có bị mẻ đầu lóng nè đó. Thì nói chung bán lỗi thì em bán cái giá mềm cho anh em mình về mình tự xử lý nha nè, cho anh em mình coi mấy đầu lóng trước nè, đầu lóng gốc có mẻ nè, mấy cái này để có xước dâm nè đó. Chỗ này thì nó quấn băng keo gì tùm lum để chơi nè anh em, nó quấn băng keo tùm lum hết trơn nữa không. Nói chung thì cây này không đẹp nha anh em, nó phôi nó chạy xước nhiều lắm nè, cái phôi nó sờn nhưng mà vẫn là phôi hai da kim cương đó nha anh em. Cây này chắc chinh chiến dữ lắm rồi, hoặc là câu ngoài bãi cát nhiều lắm nè, nó mới xuống màu cỡ này. Cây này còn dài khoảng 8 mét nha anh em, nó cỡ khoảng 5-6 hắc vậy đó. Nó này là vẫn là hai da của nó anh em. Anh em thấy không, nó xuống à, cây này không có đẹp nha, cũ nha. Đây, nó đổ cái ngọn của mình nè, nó quấn gì bằng keo chỉ tùm lum lóng trên nè. Đây, cái ngọn của mình chỉ còn có 3 da thôi nha anh em. Nè, cái ngọn của mình chỉ còn khoảng hơn gang tay em thôi. Về anh em mình kiếm cái ngọn khác anh em mình thay vô, hoặc là anh em muốn cứng thì anh em để cho anh em câu luôn, nhưng mà nó xấu. Đó, tình trạng cần như vậy nha, còn ngoài ra là không có dập nứt gì hết, không có hư hại gì hết nha anh em, vẫn chức năng câu bình thường. Chiều dài nó còn khoảng 8 mét, cứng tầm khoảng 5 đến 6 h nha. Giá rẻ cho anh em. Giá rẻ cho anh em mình chơi. Cân nặng của mình là 294 g. Hiện tại của nó là 294 g. Cái ngọn của mình là 2 ly nha. Rồi, em vẫn gửi là cái bao cần xịn cho anh em mình luôn nha anh em. Cây này mã số 18. Em bán giá 700. Tiếp tục luôn cho anh em mình, cây dây trong này VIP quá trời luôn, VIP mà đẹp đó anh em. Một cần rút dây trong nha, cây này hàng của đây qua nha anh em. Hàng đây qua đây. Anh em nó đẹp, nhức nách luôn. Mắt in da băng luôn nè anh em. Nó đi Nhật luôn thấy không? Cứng 30 và 3m1 nha. Ô đồ lóc đẹp quá trời luôn. Cây đây qua. Đẹp quá trời, đẹp luôn trời. Cây này đáng đồng tiền bát gạo luôn nè. Fan full xích nha. Cứng 30 và 3m1. Nắp chụp đây qua chính hãng luôn nè. HZ gì nè. Super carbon, fan full xích. Sóng. Đẹp nhức nách luôn, 3m1 cứng 30 như này, 3m1 cứng 30 3m1 nha. Một cái rút ra trong, đai qua. Quá đẹp luôn. Cực phẩm. Cân nặng của mình là 315 g. Cái ngọn của mình là 2 ly 8. Cây này mã số 19 nha. Mã số 19 em bán giá 800. Tiếp tục lên cho anh em mình một cây cần hai khúc nha nè. Một cây Shimano hai khúc nè. Cây này anh em thấy nó dính dơ không? Dính dơ nhiều thôi chứ cây này mới và đẹp nha. Cây Shimano, cây này cây máy điện nha nè. Dòng Shimano mấy dòng mà dòng máy điện nè. Hàng mặt China. Sản xuất Trung Quốc xuất Nhật cho anh em. Cứng 80 nè, dài 3m hai khúc nha. Dòng cây Shimano, biết thi cái bắt máy Shimano nè. Nó bắt máy xịn nha nè. Shimano, biết thi. Đấy. Cây này dính dơ thôi, đẹp lắm, nhưng mà em thấy mấy thằng Nhật nó hay làm như đây nè, em không biết là nó có chức năng như thế nào nha. Anh em nào câu biển thì mình có thể tư vấn thêm cho em tí xíu. Nó cột con dây như thế này nè anh em, là nó chịu lực thêm cho cây cần hay sao. Nó cột nó thắt con nút đây nè, nó lên cái phen này. Nó cột nó thắt con nút cái này nè. Thấy không? Nó kiểu em nghĩ là nó gia cố lực thêm cho cây cần đó nè. Thằng sau em thấy nhiều lắm nha, hàng bãi của em về mấy Nhật nó để gì nhiều lắm. Đó, cây này là phen Fuji Akona như em đồ bu xích. Thanh Fuji, Fuji này không phải Fuji nha. Fuji cầu này thôi, là Fuji nha. Cứng 80 2 khúc 7 mét, cái Shimano. Nha. Hôm trước anh là mua cây mà cứng 50 ha, không kịp thì có thể mua cây 80 này. Đẹp lắm, cây này đẹp hơn cái kia nữa nhưng mà nó bụi dơ, nó nhìn dơ nhiều hơn thôi. Nha, về mấy con dây này anh em thích em cắt cây nha, em để lại cho anh em mình về mình ngâm cứu coi thử nó như thế nào. Thấy nhiều lắm, mấy Nhật nó chơi cái này nhiều lắm. Đó. Cân nặng của mình là 259 g, cứng 80 và 3m, ngọn 2,5 nha. Cây này mã số 20, em bán giá 1 triệu.
Mã số 20 giá 1 triệu tiếp tục cho anh em mình. Đây là cái ISO khoan nhỏ nha anh em, cái hàng của NFT nè. NFT bao lớp dài 3 m nha, đọc tầm khoảng số 3 nha anh em. Dài 3 m nè, NFT bao lớp. Bắt mắt Fuji. Đấy, mấy cây này hiếm lắm nha anh em, lâu lâu mới có một cây như thế này chỗ bác mình ơi. 3 m đọc tầm khoảng số 3 nha anh em, super carbon, NFT bao lớp, tem vàng nội địa Nhật đây. Đó, fan của mình là tất cả của mình đều là fan Fuji hết nha. Đấy, sáng màu lớp 2 da này thấy chưa. Đây. Đọc tầm số 3 dài 3 mét nha. Cân nặng của mình 92 gram. Cái ngọn của mình 1 ly 2 như nè. Cây này mã số 21, em bán giá 1 triệu. Tiếp tục luôn anh em mình, cái thằng tay anh em lâu lắm rồi cũng mới thấy xuất hiện lại. Đợt này về được mấy cây đã quá. Cái này cây hàng của con Daiwa nha anh em. Một cái thằng tay lóng ngắn Daiwa zoom 3 chế độ luôn nè anh em. 5m3 cứng đều nha, cứng đều, cây này cứng đều khoảng 3,5. Super carbon. Mắt in da băng luôn, cần đẹp, mắt in da băng nội địa luôn nha anh em. Tem vàng nội địa đây. Zoom 3 chế độ luôn. Cần zin 100% luôn anh em. 5m3, 4m9 và 4m5 nha. Đó, zoom 3 chế độ 5349 4,5. Cần mình thì đây, nguyên zin nguyên bản, có đống bụi đống dơ thôi, về cái này là đau chùi sạch hết. Cần đẹp nha anh em, và nó zin 100% luôn nè, tất cả này của chống nổ lỏng hết nè. Đồng bụi xây 360 luôn nè, zin 100% nha, mới đẹp tuyệt vời luôn, lâu lâu mới có một cây. Lâu lắm rồi anh em, hôm bữa thì trước cây Shimano, cái này cây được cây Daiwa, im quá nha. Lóng ngắn, zoom 3 chế độ. Thu gọn của mình, thu gọn 50cm, cân nặng của mình 115g anh em ơi, cây này ngọn 0.8 nha. Cây này mã số 22, em bán giá cũng 1,2 triệu luôn nha anh em. Im nha, mắt in ra băng luôn thì im. Tự tin mà lụm. Rồi tiếp tục anh em mình đây, cây sô khoan lớn. Cây này hàng của NFT nha. Hàng của NFT Power Lớp. NFT Power Lớp nha anh em. Đây, bắt máy Fuji. Đọt 4 dài 5m3. NFT Power Lớp đây. Đó, xoắn Power Lớp 2 da nha anh em. Đẹp lắm. Cây này có hình đẹp. Khoan của mình là khoan Fuji nha. Tất cả khoan Fuji hết. Nó tất cả khoen Fuji và nó có một khoen bị nứt chân nha anh em. Đây. Lưu ý nha, khoen này bị nứt chân nè. Về anh em mình tự xử lý dán keo lại nha anh em. Đó. Xong bù lớp 2 da đây. Có chảy xước mà chảy xước nhẹ nha. Cần thì đẹp, đẹp lắm. Đó. Khoen lớn đột 4 5m3 luôn. Đấy. Cân nặng của mình là 372g. Cái ngọn của mình là 1 ly 8. Cây này mã số 23, em bán giá 1,2 triệu nha anh em. Mã số 23, em bán giá 1,2 triệu. Tiếp tục đi anh em mình, cây ISO fan nhỏ nha. Cây này hiếm cực kỳ nè. Em cũng mới bán cây này lần đầu tiên luôn. Cây Nissin nha, 3m6 đột 4, ISO fan nhỏ. Number Nissin number nha, bắt máy Fuji, Nissin chính hãng luôn nha. Đọc 4 3m6 nha, em cũng mới gặp luôn, dòng rồi stack number. Đọc 4 3m6 nha, made in Japan luôn nha em. Nè. Một cây một duy nhất. Giờ anh em kêu em kiếm mua cây thứ hai cũng không có để mua nha em. Tất cả mình được fan Fuji hết. Đây. Cần còn mới chát à. Đọc 4,36 nha, nó rất là độc đáo. Cân nặng của mình là đúng 200g. Cái ngọn của mình là 1,7 ly cho anh em. Đọc 4,36 ISO fan nhỏ nha. Cây này mã số 24, bán giá 1,2 triệu nha anh em. Đó.
số 24 giá 1,2 triệu. Tiếp tục với anh em mình cây sung lớn. Cây này thì nó mắc cực kỳ luôn. Mấy cây này nó còn hợp với này, nó mắc khiếp lắm. Cây hàng Olympic nha. Sống hai da tem vàng nội địa đây nè. Cây Olympic. Bắt máy Fuji tem vàng carbon nha. Nè, dòng Super Spiral nè. Dòng này là dòng mắc nhất của hãng Olympic. Anh em lưu ý giùm em nha. 3 5m2, cây này đọt số 3, dài 5m2, ISO khăn lớn. Nó mắc mà nó mắc khủng khiếp luôn chứ mắc thường nha. Cái dòng đó anh em lưu ý, anh em mua anh em thấy còn cái hộp nữa anh em thấy nó mắc lắm. Giá nó rác cực kỳ. Cây này thì mình tất cả đều khoen khu xích. Không có lỗi, không có nứt khoen nha anh em. Khoen khu xích đẹp luôn. Ôi phôi đẹp quá trời luôn. Có 2 da. Rồi, cây này thì không thể chê chút nào hết. Từ ngoại hình đến phôi, cho đến chất lượng của cây cần, không thể chê nha. Đọt 3 5m2, khoen xích. Cân nặng của mình là 360g. Ngọn của mình là 2 ly. Gốc của mình là 22.5. Cây này mã số 25. Em bán giá 1,6 triệu rồi nha anh em. 1,6 triệu là giá quá rẻ nè. Mấy cây này trước em bán phải từ 2 triệu đổ lên, không có giá rẻ đâu. Đẹp như thế này phải 2,2 triệu. Rồi tiếp tục là anh em mình cần xuất hạ nha anh em. Anh em thấy quen chưa? Anh em gì quấn lục quấn cần xuất là anh em biết nha. Cái xuất mắm tôm nha anh em. Shimano xuất leader mắm tôm nha, dọc xuất leader. 425 được cứng CST nè. Đó. CST cây này hàng nội địa nha anh em, dòng súp mắm tôm nha. Mấy cây này là thuộc mấy cần hệ hồi xưa mà anh em có mấy cây này là anh em thuộc VIP rồi, VIP Pro đúng không? Giá của nó là khoảng sắp xỉ 4 triệu đổ lên. Nếu mà cứng CX này là khoảng 4 triệu, bèo cũng phải 3,5 triệu, 3,8 triệu mà cần 66. Cần đẹp đẹp là phải 4 triệu, 4 triệu mấy đổ lên cây anh em. Anh em mà mua những cái dòng súp leader mà mắm tôm như này anh em sẽ biết giá nha. Thì em tư vấn thêm như vậy. Thì cây này thì em bạn thì em bán cái giá là mình rất hữu nghị nha. Anh em nào mình đang có nhu cầu thì mua sử dụng. Dòng súp này là nó chuẩn nhất trong dòng leader anh em. Nó là nội địa Nhật. Phôi là phôi sắn ít từ gốc đến ngọn nha, nó sắn tới chân gốc rồi luôn nè anh em. Sắn ít gần tới ngọn nha, định vị khoen định vị lóng đầy đủ hết. Tất cả của mình đều là khoen full xích. Đây, tất cả mình đều khoen full xích, không lỗi không nứt khoen nào nha. Đó. Đây, phôi sắn ít gần toàn thân. Có trầy xước lâm tâm đi ti nè anh em. Đúng không? Đấy, nó xước một mặt thôi, mặt trên này thì không có. Trên này đẹp phải không? Không đáng quan ngại nha anh em. Anh em nhìn lướt qua thì không có ấy đâu, không đến nổi. Tới đó thôi, lên trên đây thì hết rồi. Phôi sang ít gần. Trong tất cả các dòng súp leader của Shimano, dòng súp mắm tôm là chuẩn nhất nha. Nó nội địa Nhật. Định vị khoen, định vị lóng đầy đủ hết. Đây, nguyên zin nguyên bản nha. CST là cứng 30, dài 4m25. Anh em muốn lục thì thời buổi này nên mua cây này, nó lời nha. Giá nó hời hơn. Cân nặng của mình là 415g nha anh em. Ngọn của mình là ngọn 2 ly 7. Cái này mã số 26 nha. Em bán giá 3 triệu nha anh em. Em bán thấp hơn giá thị trường rất là nhiều. Anh em cứ tìm hiểu cân đối. Rồi thấy em bán giá ổn định thì về lại mua ủng hộ em ha. Giá 3 triệu mà số 26. Rồi cây cuối cùng trong video hôm nay gửi đến em mình một cây cần cực phẩm nha. Tên tại em thì em Amakasu 3 khúc. Cái chỗ này nó có vết trầy nha nè. Vết trầy chỗ này giống như là nó dán băng keo lên rồi nó lột băng keo ra, nó bị tróc nước sơn nha nè. Nha, tróc sơn bóng thế này về anh em mình lấy chai xe bóng mình dậm lại giùm em. Gặp Amakasu nha, 3 khúc. Bắc Mai Fuji tem vàng độ cứng 100 nha anh em. Thấy không? Dòng ga Amakasu Mark 2. Cứng 100, bây giờ 2m7 3 khúc nha, tất cả fan full xích biển hết. Khoen nó đóng bụi này nè, thấy ghê không? Đó, về anh em mình chịu khó lau chùi vệ sinh lại giúp giùm em nha. Cây này giờ nó tuyệt chủng rồi anh em. Anh em muốn kiếm cây thứ hai này cũng không có đâu kiếm. Có nhưng em nghĩ chắc có nhưng mà nó sẽ hiếm thôi. Mà muốn kiếm thông số độ cứng 100 thì càng khó hơn, càng cực kỳ khó hơn nữa.
Cây này gamma cao su nha, 3 khúc 27 độ cứng 100, có bao cần đầy đủ hết tất cả phần xích. Nó có một cái vết trầy chỗ này nè. Đấy. Nè, anh em muốn chắc ăn thì đây chữ gamma cao su di tích này nữa nha. Đó. Rồi, thông số chi tiết của mình nha. Cân nặng của mình là 399 g. Cái ngọn của mình là 2 ly rưỡi nha anh em, 2 ly rưỡi, 2 ly 6, cây này mã số 27 và bán giá 2,4 triệu nha anh em. 2,4 triệu bắt tất cả mọi hàng hôm nay. Quý anh chị em chú bác mình chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha, 192035 em tin nghiệp. Rồi em xin kết thúc ở đây nha anh em. Kính chúc toàn thể quý chú bác mình, quý anh chị em bạn bè gần xa mình tất cả là luôn luôn giàu giàu sức khỏe nha anh em, luôn luôn thành công. Kiếm rồi thật là nhiều tiền anh em, dư giả mua đồ cầu ủng hộ em. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.